Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tin nóng gồm những nội dung chính sau đây. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã kêu gọi Tổng thống Nga Putin trả tự do cho nhà chỉ trích Điện Kremlin. Tổng bí thư Chủ tịch nước nhân sự làm rất chu đáo, đại hội thành công tốt đẹp. Hôm thứ Năm, ngày 28 tháng 1, 2021, bà Psaki nói rằng trong cuộc điện đàm trên, Tổng thống Joe Biden đã không ngần ngại bày tỏ mối quan ngại của ông về các hành động của chính phủ Nga. Hãng tin này cho biết thêm, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã kêu gọi Tổng thống Nga Putin trả tự do cho nhà chỉ trích Điện Kremlin. Ông Alexei Navalny, người đang bị bỏ tù, phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki nói với các phóng viên hôm thứ Sáu vừa rồi. Hãng Reuters hôm 29 tháng 1, 2021 đưa tin, ông Biden trong một cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Nga trong tuần này đã thúc ép ông Putin về một số vấn đề bao gồm việc cho là can thiệp vào bầu cử Mỹ. Đầu tuần này, một tuyên bố của Nhà Trắng cho biết hai nhà lãnh đạo đã đồng ý để các nhóm công tác của họ làm việc khẩn cấp để hoàn tất việc gia hạn hiệp ước kiểm soát vũ khí START mới giữa Hoa Kỳ và Nga. Vào ngày 5 tháng 2, khi thỏa thuận hiện tại hết hạn, các nhà hoạt động vì hòa bình đeo mặt nạ của Tổng thống Nga Vladimir Putin và tân Tổng thống Mỹ Joe Biden trước Đại sứ quán Mỹ Berlin ngày 29 tháng 1, 2021 trong một hành động kêu gọi có tiến bộ hơn nữa trong giải trừ hạt nhân. Hiệp ước kiểm soát vũ khí giới hạn cả Hoa Kỳ và Nga triển khai không quá 1.550 đầu đạn hạt nhân chiến lược mỗi bên, điều chỉnh chính sách với Nga. Trước đó, theo Nhà Trắng, ông Biden trong cuộc điện đàm đầu tiên trên cương vị tân Tổng thống Mỹ gọi cho người đồng nhiệm Nga cũng đã cảnh báo ông Putin về việc can thiệp vào bầu cử Mỹ. Cuộc đối đầu giữa hai lãnh đạo bao gồm thảo luận về các cuộc biểu tình của phe đối lập ở Nga và gia hạn thỏa thuận vũ khí hạt nhân còn lại cuối cùng của Nga và Mỹ. Ông Putin trước đó đã chúc mừng tân Tổng thống Mỹ đắc cử. Theo một tuyên bố từ phía Nga, hai nhà lãnh đạo nói rằng họ đồng ý duy trì liên lạc trong tương lai. Truyền thông quốc tế tuần này cho hay các chi tiết về cuộc điện đàm và những gì được thảo luận xuất hiện vào thời điểm Tổng thống Biden đang điều chỉnh chính sách của Mỹ theo hướng mạnh mẽ hơn đối với Nga. Sau khi người tiền nhiệm Donald Trump từ chối trực tiếp đối đầu với Tổng thống Putin, vẫn theo Reuters, hai nhà lãnh đạo nói rằng họ đã đồng ý duy trì liên lạc trong tương lai. Truyền thông quốc tế tuần này cho hay. Thêm một nguồn tin, Alexei Navalny, gương mặt người Nga chống đối Tổng thống Putin, đã lên án vụ bắt giữ ông là bất hợp pháp, rành rành trong phiên kháng cáo được kết nối qua cầu truyền hình. Một thẩm phán đã nghe trình bày và sau đó bác bỏ kháng cáo của ông đối với quyết định giam giữ ông 30 ngày của giới chức. Ông bị bắt hôm 17 tháng 1 với lý do không tuân thủ bản án tù treo. Ông chỉ vừa mới quay trở lại Nga từ Berlin, nơi ông đã phải tới điều trị và phục hồi trong vài tháng sau vụ tấn công bằng chất độc thần kinh Novichok. Ông đã suýt mất mạng trong vụ đầu độc trên xảy ra ở Nga hồi tháng 8 năm ngoái. Hàng ngàn người ủng hộ ông đã tiến hành biểu tình phản đối trên toàn nước Nga. Hôm thứ Bảy vừa rồi, giới chức nói ông lẽ ra đã phải trình diện định kỳ cảnh sát theo đúng yêu cầu của bản án tù treo xử ông tội biện thủ. Tuy nhiên, các luật sư của ông nói lý do này lố bịch. Họ nói giới chức thừa biết ông đã phải điều trị tại Berlin do bị đầu độc. Ông Navalny, lãnh đạo đối lập nổi tiếng nhất ở Nga, nói với vị thẩm phán hôm thứ Năm rằng đây là một việc bất hợp pháp, thô bạo rành rành. Các luật sư của ông nói phiên xử vội vã ông tại đồn cảnh sát hôm 18 tháng 1, 2021 là thiếu minh bạch và rằng họ đã không cho gặp thân chủ của mình. Ông Navalny cũng khiếu nại rằng ông đã không được phép nói chuyện riêng với luật sư của mình kể từ khi bị bắt giữ. Sau đó, thẩm phán đã cho phép ông gặp riêng luật sư trong một thời gian rất là ngắn ngủi. Cảnh sát đã bắt giữ một số người phụ tá cao cấp nhất của ông, trong đó có luật sư Liu Bo-Subo và người anh em trai của ông này là Oleg. Hai phụ tá thân cận khác gồm nữ phát ngôn nhân Kryzamit và nhà điều tra chống tham nhũng Chorel Aburov đã bị áp tải về nhà, đã chứng kiến việc cảnh sát lục soát nhà riêng, sau đó bị đưa trở lại nơi tạm giam. Bác sĩ của ông là Anastasia Vazetava
nằm trong số những người bị cảnh sát tới bộ ráp nhà riêng hôm thứ Năm. Một video clip cho thấy bà đã tỏ thái độ bất chấp và phản kháng bằng cách chơi piano. Khi nhân viên cảnh sát đọc tờ quyết định của giới chức yêu cầu bà phải ký vào văn bản đó. Tin tại Việt Nam, đại hội thành công tốt đẹp. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng cho biết công tác nhân sự làm rất chủ đạo, làm từng bước, lấy các ý kiến nhiều nơi. Vì thế mà khi ra đại hội công tác nhân sự, bàn không nhiều, thống nhất rất cao. Phát biểu tại họp báo, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chia sẻ: may mắn 30 năm làm báo, nhưng là làm tạp chí, tôi mòn men làm quen, được biết tư duy phương pháp làm việc của nghề báo. Cảm ơn các anh chị, đại hội 13 đã thành công rất là tốt đẹp, dùng chữ rất tốt đẹp là cân nhắc lắm, rất vui mừng phấn khởi. Dự nhiều đại hội thì thấy đại hội này thành công nhất cả về nội dung, hình thức là lối làm việc. Khó nhất là chuẩn bị văn kiện, mà văn kiện lần này thì nhiều, làm suốt từ năm 2018, sửa đi sửa lại đến 80 lần. Văn kiện là kết tinh trí tuệ của được toàn đảng, toàn dân chứ không phải của riêng tổ văn kiện. Thứ ba là công tác tổ chức đại hội rất tốt, chú đáo tạo điều kiện tối đa cho các đại biểu từ nhiều nơi xa xôi về, đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối nhất là trong khi dịch Covid-19 đang diễn ra. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói, đồng thời quyết tâm làm mạnh việc không gặp gỡ, ăn uống mời mọc nhau, không phải là tôi trong ban lãnh đạo mèo khen mèo, dài đuôi thì không khách quan, nhưng chắc là các nhà báo với con mắt tinh tường sẽ đánh giá được. Tổng Bí thư Chủ tịch nước chia sẻ, đại hội đã chuẩn bị mấy năm trời, lần này công tác nhân sự bầu một lần là xong, bầu một lần đủ cả chính thức dự quyết. Hội nghị lần thứ nhất ban chấp hành dự kiến họp một ngày thì họp một buổi là xong. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, thành công của đại hội không phải ở thông qua nghị quyết ban chấp hành mới, mà quan trọng hơn là đưa nghị quyết vào cuộc sống, phải tạo ra được của cái vật chất. Nước phải giàu, dân phải mạnh. Một điều quan trọng nữa cảm nhận được là không khí tin cậy lẫn nhau. Vì đất nước phát triển, việc vui mừng, hồ hởi ấy không tự nhiên mà có, mà từ thực tiễn phát triển đất nước. Hướng phát triển đại hội đề ra không chỉ 5 đến 10 năm tới mà xa hơn nữa, nhất là dịp kỷ niệm 100 năm thành lập đảng, thành lập nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nói, báo chí góp phần vào thành công của đại hội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nói, vừa bế mạc đại hội là ông xuống họp báo và chưa kịp suy nghĩ, chỉ thấy thế nào nói thế ấy. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đánh giá rất cao tác nghiệp của báo chí tại đại hội. Đơn cử như ban chấp hành trung ương vừa bầu xong thì đài truyền hình và nhiều báo đã đưa tin kịp thời, đáp ứng mong đợi của người dân. Báo chí cũng đã góp phần phát hiện phản bác những luồng thông tin không đúng, xấu độc, góp phần vào thành công của đại hội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh rằng, tôi biết là các nhà báo nhiều khi còn biết trước tin hơn cả chúng tôi, tìm người này hỏi người kia, thế mới là nhà báo. Đại hội thành công có nhiều nguyên nhân, trong đó có đóng góp của anh em báo chí. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nói và mong muốn các nhà báo truyền cảm hứng ấy đến người dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước một lần nữa khẳng định, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, vị thế, uy tín, tiềm lực như ngày nay. Và nội dung này đã được đưa vào nghị quyết của đại hội, cũng phải thảo luận rất nhiều. Có ý kiến nói thế có kiêu ngạo không? Tôi khẳng định là có cơ sở để khẳng định như vậy. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nói, tôi sẽ cố gắng hết sức cố gắng. Đúng, đây là nhân tố rất quan trọng, không nói là quyết định để làm việc. Bây giờ tôi không được khỏe lắm, các đồng chí biết tuổi cũng đã cao, cũng xin nghỉ rồi. Thế nhưng đại hội bầu phải làm, đảng viên thì phải chấp hành. Tôi sẽ cố gắng hết sức cố gắng, nhưng làm phải là tập thể, đoàn kết, thống nhất, trên dưới một lòng, toàn đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết, nhất trí, thống nhất mới làm được. Cá nhân vai trò cũng quan trọng, nhưng chỉ là một cá nhân thôi. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, trả lời câu hỏi của phóng viên về sức khỏe. Tổng Bí thư Chủ tịch nước tâm sự, tôi hay nói chúc mừng hay chúc lo. Mừng thì mừng rồi, nhưng lo nhiều hơn vì sắp tới nhiệm kỳ còn lớn, khó khăn phức tạp, còn nhiều nguy cơ, diễn biến phức tạp, chưa lường hết được. Cảm ơn các bạn đã chúc mừng tôi. Thứ hai cũng chúc mừng sức khỏe. Chống tham nhũng không nghỉ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, đây là vấn đề rất lớn, không phải chỉ ta, nước nào cũng có.
không chỉ phải thời nay, thời nào cũng có, chỉ có nhiều hay ít, rộng hay đẹp. Tham nhũng là căn bệnh của những người có quyền, có chức, mà nắm trong tay tiền. Hơn nữa thì rất dễ không chỉ tham nhũng mà còn tiêu cực lợi ích nhóm. Phóng viên đặt câu hỏi công tác phòng chống tham nhũng nhiệm kỳ qua rất là nổi bật. Tuy nhiên vừa rồi hội nghị tổng kết công tác phòng chống tham nhũng mới đây tháng 12/2020 đánh giá đây mới là bước đầu. Vậy nhiệm kỳ tiếp theo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư có điều chỉnh gì để công tác phòng chống tham nhũng bền vững hay không? Tham nhũng nói một vấn đề ngắn gọn thôi, tôi còn nói là chống tham nhũng và tiêu cực. Mà cuộc phát động này bắt đầu từ năm 2013, khi tôi được phân công làm trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng. Từ năm 2013 đến bây giờ, làm liên tục xử bao nhiêu vụ, bao nhiêu ủy viên trung ương, bao nhiêu ủy viên Bộ Chính trị đi tù, thậm chí thu hồi tài sản. Tôi xin khẳng định cuộc đấu tranh này còn gian khổ lâu dài lắm, vừa qua chỉ là bước đầu. Cuộc đấu tranh này còn gian nan lắm, Tổng Bí thư Chủ tịch Nước nói. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói tiếp, tôi không tưởng tượng được hàng triệu đô la, hàng bao nhiêu tỷ, nhiều lắm. Và tôi nói là không dừng, không nghĩ, không kể nói đó là ai. Trước đây thấy tôi yếu yếu, mệt mệt cũng lo trùng xuống. Có ý kiến hỏi sắp tới đại hội rồi, còn làm không? Tôi nói mai đại hội, hôm nay.